Hồng Vân và Quốc Thuận. Xin chào mừng quý vị đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Kính thưa quý vị, chương trình Vợ Chồng Son hân hạnh nhận được sự đồng hành từ nhãn hàng Ala Bio. Ala vượt qua nỗi sợ đái tháo đường. Mẹ em mới gọi cho mẹ chồng em là: giờ chị thấy vậy coi bất hiếu không? Nghĩ sao sống chung vậy? Rồi giờ sao chị tính sao? Mẹ chồng em cưới luôn đi, cưới luôn đi. Xin mời quý vị, chúng ta hãy cùng dành một tràng pháo tay để cùng gặp gỡ với cặp vợ chồng đầu tiên. Xin mời hai em giới thiệu về mình. Dạ, em xin giới thiệu, em là Mia, nghề nghiệp là ca sĩ và là vợ của búp bê Sô-cô-la. Búp bê, giới thiệu đi búp bê. Dạ, xin chào chị Hồng Vân, anh Quốc Thuận và quý vị khán giả. Em tên là Vương Triệu Vương. Năm nay em 26 tuổi và nghề nghiệp của em là làm về công ty event. Rồi tại sao là bị vợ gọi là búp bê sô-cô-la? Tại vì dạ, hơi tại đen. Vì em có một cái làn da nó hơi bánh mật. Ở nhà em hay kêu cưng búp bê sô-cô-la. Rồi vậy thì lần đầu tiên em gặp búp bê sô-cô-la đó là khi nào? Đó. Dạ, cách đây 10 năm. Tụi em là chị em. Vậy hả? Dạ. Mia là em 20, 29, ảnh là 26. Dạ. Cách đây 10 năm thì tụi em gặp nhau trong công ty của chị Ngô Thanh Vân, là lúc đó anh họ của ảnh là giám đốc âm nhạc. Giám đốc âm nhạc trong công ty. Thì lúc đó em đang học ở tại đó cho nên là ảnh tới chơi, ảnh vừa đi du học về anh tới chơi, thì lúc đó anh không có bạn, thì anh mới bu bu với mấy nhỏ gái như em vậy nè. Thì cái chị Trinh cho em đi chơi với nha, chị Trinh, tên thật em là Trinh. Dạ. Lúc đó thì cũng chị em thôi, không có suy nghĩ gì hết á. Dạ. Bằng khoảng 4-5 năm sau quay trở lại gặp nhau, tự nhiên thấy đẹp trai hẳn ra. Nói nghe nè, đi du học về đúng không? Dạ. Đi du học ở đâu nè? Dạ, bên Singapore. Bên Singapore về. Dạ. Lúc đó cho dù không đẹp như bây giờ đi chăng nữa thì chị đảm bảo vẫn có cái nét của bây giờ đúng không? Dạ, dạ. Và như vậy rõ ràng là đẹp chứ không hề xấu. Mắc mớ gì mà chọn có cái chị Trinh này mà không chọn chị khác. Thực chất lúc đó em mới vừa đi du học về thì coi như ở đây không có bạn gì hết. Thì cứ đi theo người anh đó, rồi cứ đi chơi với anh đó, rồi lên gặp cô gái này và thêm hai cô gái nữa. Là trọng tâm ở chỗ là tại vì lý do tại sao là chọn cô này. Em đẹp đúng không? Cái gu của em thích là một cô gái cá tính, nhảy hip hop đồ đó. Rồi trong cái quá trình gặp gỡ thì cũng có đi chơi chung, cũng có giao tiếp, rồi nói chuyện qua lại cũng bình thường thôi, nhưng mà vẫn chỉ coi như là chị em. Tự nhiên mấy năm sau thì tự nhiên bỗng nhiên ông này cũng mới chia tay, em cũng mới chia tay, xong giống như hai người free tự do, nên là tự nhiên gặp lại nhau đồng tự cảm. Nhiên nó có một cái cảm giác gì đó nó sét đánh em trước. Em không hiểu tại sao luôn. Nhưng mà khi mà sau cái quá trình mà 5 năm sau mà gặp lại đó, thì em lại xưng là xưng tên chứ không phải là xưng anh chị với em nữa. Kiểu lúc đó là thấy gái là đẹp tên. Khi mà em gặp lại, dạ, em có cảm nhận được là Mia thích em không? Em cũng thấy giống như là vẫn thân thiết với nhau thôi. Nhưng mà em không cảm nhận được đâu. Chưa cảm nhận được. Với lại là một phần lúc đó em cũng giấu kín lắm. Tại vì lúc trước đó trong công ty là ai cũng biết cái này là một cái cậu bé. Dạ. Em là một cái đứa nó già chứ quỷ. Xong rồi tự nhiên bây giờ hai đứa quen nhau, nó một cái trở ngại mà em sợ người khác suy nghĩ về em á. Là như vậy cho nên là em cảm thấy cái điều đó là sai rồi, cho nên là phải giấu đi. Giấu trong bao lâu? Giấu nó khoảng chừng một tuần thôi. Giấu lâu quá. Giấu lắm luôn. Nhưng mà đến khi nào thì đó dạ, có đến, trong một cái sự kiện nào? Dạ, đến khi ngày hôm đó có một cái buổi tiệc cùng với ông anh họ em luôn. Thì xỉn vô rồi, say xỉn một chút xíu rồi, thì ảnh mới nói là: ủa hai đứa bay hợp nhau sao không quen nhau đi? Từ những cái câu nói đó, nó giống như là để cho em suy nghĩ là nếu như hai đứa mình quen nhau thì người ta cũng suy nghĩ gì đâu, thấy chắc cũng không kỳ lắm đâu. Cái tự nhiên em open liền luôn. Open là em open chủ động với bạn. Open liền luôn. Xong cái em hỏi câu là: ủa gì chứ giờ mình là gì của nhau vậy? Wow. Em hỏi thẳng luôn. Hỏi một câu thẳng thắn. Lúc đó bạn này trả lời sao? Mình là gì của nhau rồi đó em nói. Mình là người yêu của nhau. Wow. Wow. Nói luôn hả? Dạ, trả lời liền luôn. Lúc đó là trong cái tiệc đó. Dạ, trong cái tiệc đó luôn. Tên luôn. Dạ. Cả hai bạn có cái điểm gì nó giống và có điểm gì chung với nhau? Dạ, một cái điểm chung đó là em cảm nhận được cái tâm của anh này giống như em. Là ảnh rất là lành luôn. Dạ, đôi lúc đó ảnh còn trẻ thì ảnh có hơi ngông cuồng chút xíu thôi, nhưng mà em vẫn nhìn sâu được bản chất của chồng em rất là lành tính. Cái đó nó làm em ấn tượng và nó kết nối được với em. Dạ. Mà có cái gì không hòa hợp không? Không hòa hợp là chồng em lúc đó, nguyên gia đình chồng em luôn, là đam mê mô tô, đam mê tốc độ. Mẹ chồng em có thể chạy từ đây qua tới Malaysia luôn. Đi khắp
đất nước Việt Nam mà không thấy mệt. Gia đình chồng em cứ một đi một cái là nửa tháng là cả nhà cùng kéo nhau đi hết. Tôi hết luôn. Rồi giờ sao em ngồi nói? Dạ. Mẹ chồng là nhiêu tuổi vậy? Dạ mẹ chồng nhiêu ta? 1962 á. 1962. Trời đất ơi, là hơn tôi 4 tuổi mà đi cái mô tô. Dạ, trời ơi, em phải cung cấp hình của mẹ chồng em cho chương trình mới được. Tại trời ơi, em cũng phải. Hay quá vậy? Hết hồn luôn á. Đi mà khủng hoảng luôn, đi bây giờ đi hơn chồng em luôn. Nhưng mà cái lần đầu tiên em gặp mẹ chồng em á, dạ, em có bị sốc không? Em hơi sượng. Là tại vì cái lần đầu đó mẹ chồng em không có biết nghệ sĩ là ai hết. Dạ. Thì lần đầu tiên đó là mới có một tháng quen nhau là ông này dẫn em đi gặp mẹ chồng em trong cái buổi tiệc đi chơi của cả cái group mô tô. Xong rồi hôm đó tóc tai em thì vàng khè, xong rồi gặp mẹ chồng cái mẹ chồng đi chỗ khác chứ, xong cái lúc đó em cũng mờ nhạt hình ảnh, em cũng không biết làm sao để mà chào hỏi luôn, xong em cũng im luôn. Xong rồi mấy tháng sau ông này mới thực sự dẫn em về nhà giới thiệu đây là bạn gái của con. Nhưng mà cái lần thứ hai đó về thì sao? Dạ lần thứ hai về thì rất là khác. Khác à, đây con là bạn gái của Vương hả? Con nhiêu tuổi? Dạ bằng tuổi. Phải nói bằng tuổi đó. Nhưng mà gia đình em thì sao? Gia đình em có biết bạn này nhỏ tuổi hơn em không? Dạ biết, ban đầu khi mà biết ban đầu thì vẫn giấu. Vẫn giấu nhưng mà là nói nhỏ nhưng mà nhỏ hơn con tuổi à. Trước khi mà về ra mắt đó là cấm luôn. Cản luôn. Biết nhỏ tuổi hơn nhưng gia đình cấm luôn. Dạ cấm cản là kêu là bây giờ thứ nhất nhỏ tuổi, thứ hai là không biết lo được cho em hay không. Xong rồi nói là không hợp tuổi. Rồi con là phải cái người lớn tuổi hơn, chứ không có được quen như vậy, nói chung là cấm cản hoàn toàn. Thì trong cái giai đoạn mà quen ông này là em giấu. Xong rồi mẹ em vẫn làm mai cho em những cái người khác. Nhưng mà có khi nào mẹ tổ chức một cái buổi mà để cho em gặp gỡ với cái người mai mối đó không? Dạ gặp luôn xong rồi đi chơi với người đó phải chụp hình cho mẹ em coi. Là đang đi chơi như vậy đó mẹ. Là trong thời điểm đó là em vẫn còn đang quen ông này. Đó là hai đứa có cãi nhau. Thì cái thời gian đầu hai đứa giống nói chung là sóng gió lắm. Mia là một người rất nóng tính. Em trước đây cũng là một người rất nóng tính. Hai cái nóng cộng lại thì nóng hơn. Làm ra nó bành. Thì bây giờ tới bây giờ thì khác nhiều rồi. Nhưng mà lý do gì mà hai người lại quay lại với em nhau? Em nghĩ nó là cái duyên á. Cái duyên á, tại vì lúc đó là cũng gần như là em xác nhận là em sắp quen anh kia luôn rồi á. Em cũng cố gắng em đi ăn với ảnh, em cũng gấp đồ ăn như gấp với chồng em, nhưng mà em lại cảm giác nó một cái cảm giác nó đơ, nó không có cảm giác gì hết. Em thấy tự nhiên em nổi da gà lên luôn. Là cái cảm giác nó kỳ cục lắm kìa. Xong rồi em không phải như không thể như vậy được nữa. Thứ nhất là cũng tội nghiệp anh kia. Rồi em cũng dứt khoát với anh kia luôn để em quay lại với ông này mà cũng quay lại lén lút. Lúc nhưng mà lúc đó khi mà gia đình em cắt đứt với anh kia thì gia đình em có la em không? Dạ cũng không ông gia đình em cũng không biết. Không biết. Dạ anh kia anh cũng vẫn giữ nhắn tin cho em đều đặn vậy đó. Anh nói với mẹ của em là để con từ từ thuyết phục Mia nó dạng dạng vậy. Rồi cái lần quay trở lại đó thì chắc chắn là tình cảm là kháng khích hơn với anh này. Với lại mẹ em từ khi mà mẹ em xác nhận cho hai đứa yêu nhau để tiến tới hôn nhân á là mẹ em thương ông này luôn. Cơ duyên nào mà mẹ em cho phép hai đứa tụi em yêu nhau? Dạ lúc đó tụi em lén sống thử. Tức là thật ra tụi em cũng lớn rồi, biết được là mình nên làm gì. Cũng phải là lén gì, nhưng mà tại vì em sợ ba mẹ em buồn thôi. Thì tụi em sống thử dọn nhà với ở chung. Ổng có nhà mà không ở, không ở nhà em. Xong rồi cái thời gian cái bị phát hiện ra, cái xong cái mẹ em mới nổi điên lên. Mẹ em mới gọi cho mẹ chồng em là: giờ chị thấy vậy coi bất hiếu không, nghĩ sao sống chung vậy, rồi giờ sao chị tính sao? Mẹ chồng em cưới luôn đi. Xong rồi tự nhiên hai đứa cưới luôn, hết hồn hết vía vậy. Thật ra tụi em tính là năm nay tụi em mới cưới nè. Nhưng mà cưới luôn năm ngoái luôn. Có như là mọi chuyện nó rất là bất ngờ. Rồi ảnh có bắt đầu thể hiện một cái màn cầu hôn lãng mạn với em không? Dạ có, lúc đó cũng gần cưới rồi mà không thấy cầu hôn gì chứ. Vài tháng. Cái xong cái em nói ủa định quên luôn hay gì vậy? Không cầu hôn tôi gì vậy? Em này tự người ta chuẩn bị làm cái em nói vậy. Xong cái cũng lên nhà hàng đồ làm cầu hôn đồ. Cái nói em làm chồng anh nha. Tay luôn. Em làm chồng anh nha. Nói vậy là sai rồi, làm lại đi. Cái ngày hôm sau hẹn bạn bè đông đủ hết, lại một cái nơi lãng mạn tổ chức tiệc, cái bí mật lên cũng cầu hôn em một lần nữa. Em đồng ý lấy anh làm vợ nha. Cùng một nội dung. Cùng một nội dung. Nhưng mà cách nói khác. Cách nói khác nhau.
Ừ. Sao lúc đó chữ rồi. Em nó bay văng nó hết trơn rồi. Rồi lần đó em có chỉnh không không? Dạ thì đó lúc đó em cũng chịu luôn. Thấy vui quá chứ. Chỉnh được không? Ông kêu làm lại lần ba. Lần đầu thì Mia có xúc động nhưng mà chưa tới mức mà khóc. Còn cái lần thứ hai là ở Đà Lạt và có sự chứng kiến của chắc cũng phải 20 mấy người bạn á, rất là đông, thì lúc đó Mia khóc giống như khóc òa luôn. Giống như là mặc dù lộn nhưng vẫn khóc, đúng không? Cảm động. Tại vì hai đứa cũng trải qua nhiều gian nan mới cưới nhau được. Rồi cứ làm đi tụi em đi, là cưới nhau được bao lâu rồi? Một năm hai tháng. Rồi có làm giấy hôn thú chưa? Tụi em quên luôn á. Dạ, thực ra là tụi em có làm rồi nhưng mà cho đi về Vĩnh Long làm một cái giấy độc thân á, xong nó hẹn cái ngày á, cái tụi em lên đi làm xong rồi quên. Quên xong giờ cái phải làm lại cái đó nên tụi em lười biếng. Nhưng mà chị nói nghe nè, hai đứa phải làm trong lúc còn đang rảnh rang nha. Dạ. Tại vì á không á là mai mốt mà có con một cái xong mà đi làm cái giấy đó để mà đăng ký giấy khai sinh rồi khai sinh cho con là rất mệt. Đúng luôn rồi. Á. Cho nên bây giờ là tranh thủ mà làm đi. Dạ. Hồi xong chương trình thì xong về làm đi. Dạ, làm liền. Vậy là một năm hả? Lấy làm được. Dạ, một năm mấy rồi? Tháng 1 năm 2019. Dạ. À, rồi có lòi ra cái tật xấu gì không? Dạ. À, chồng em thứ nhất là ở dưới áo mặc cả ngày rồi xong về cái bài đặt phơi mà phơi lên cái ghế salon á, cái phơi lên cho nó ủ thúi thúi chơi vậy, xong cái em anh lấy em đi giặt cái là thôi. Con mắt đứng giặt con mắt. Chưa dơ. Trời ơi nó túi. Túi quá nhiều chưa dơ nữa. Nó sao em phải lén em đi gom đi giặt. Có bữa em giận quá cái em gom bỏ một rác luôn. Đó, xong sợ giờ đỡ rồi. Với lại thêm cái nết ngủ kỳ quá. Sao nết ngủ sao? Tự ngái xong rồi tự giật mình. Lâu xì hơi giật mình cái nữa. Bị hốt hoảng trong giấc ngủ. Tức là tự ngáy tự giật mình với tiếng ngáy của mình luôn. Dạ. Đúng rồi, nói chung mỗi ngày em sống với lại sóng gió bão táp lúc mà ban đêm vậy á, em phải mua hai cái cục em nhét lỗ tai em mới ngủ được. Dạ. Nhưng mà nếu không có em ngủ không được. Nhưng mà là trước đây lúc mà sống thử là ảnh cũng ngáy vậy luôn hay sao? Dạ. Cái ngày đầu tiên mà hai đứa em ngủ chung ứ ừa. Tối đó tụi em mới vừa lãng mạn xong tự nhiên cái ảnh ngủ trước em, cái ảnh ngáy quá trời ngáy luôn, xong cái ảnh xì hơi cái là nó quá. Thấy mẹ rồi hối hận quá lỡ trao thân rồi trời ơi. Mà qua mấy bữa hôm sau thì đỡ hơn rồi, có bữa có bữa không, dạ lâu lâu mới một lần. Bây giờ không có là không được. Bây giờ không có là càng tốt. Mỗi khi em đi làm ở xa đó em không về đó, trời ơi không có chồng á giờ ngủ ngon sướng lắm, ngủ thẳng nhất luôn không ai. Nhưng mà buồn. Rồi còn gì nữa nè, vợ nổi tiếng nè, xinh đẹp nè, có ghen không? Dạ ghen mà ghen ngầm, không có bộc lộ ra sợ quê hay sao. Đó giờ có cái mặt theo điều muốn nổi gân lên vậy đó chị. Mà có bao giờ thể hiện không? Dạ có mấy lần em đi tập gym á, thì tập gym xong sẽ có một cái bộ môn là căng cơ, thì cái người thầy đó người ta sẽ căng cơ cho mình, nhưng mà cái thế căng cơ nó hơi nhạy cảm. Cái ông này ông cười mà cái mặt ổng giống như bị sượng đơ mà kiểu cười em mà nhìn là em biết cười mà cứng họng. Mà hỏi ổ ghen hả? Không cơ. Lúc đó không có làm gì đó. Em thấy tại vì em cũng đi tập trung một chỗ thì em thấy căng cơ vậy đó, cái em lại ngồi kế bên nhầm rồi vậy thôi, em ngồi kế bên thôi. Kiểu là ngồi kế bên để cho cái người kia đừng có làm cái gì mà cũng áp lực. Dạ đúng rồi, ổng áp lực. Cuối năm ngoái em thi một cái chương trình truyền hình thì có phần thi đó em phải đu dây, thì em đi tập đu dây thì nào ngờ là tới đó anh thầy đu dây anh sáu múi đẹp trai quá đi. Xong thì đu dây lên anh phải ôm đồ quay đồ này kia chồng em, cái em nói nè chồng quay lại cái clip để hồi vợ về giờ vậy coi vậy tập lại hay gì này kia, về không thấy clip nào hết trơn. Tại ông run tay không phải không thèm quay luôn, nổi điên quay cũng khác. Dạ vợ giận bây giờ tự nhiên giữ lại cái hình ảnh sáu múi cho vợ nó coi hoài. Đó là cái tâm lý. Sao chú đàn ông mà chú phải hiểu cái tâm lý đó chứ, chú này thật sự luôn. Dạ. Em nhìn em thấy ngứa mắt lắm, tại vì đã ở dưới cái dây thì nắm dây thì vợ em thì đứng dây, còn cái anh thầy đó đứng đằng sau ảnh cứ vịn ảnh cứ sao sao á, phải giữ eo rồi đồ. Khi mà kéo dây bay lên là hai cái như dính chùm vậy đó. Ừ. Trời. Nhưng mà không quay luôn, đi ra chỗ khác luôn. Nhưng mà về là có tỏ thái độ không? Dạ không, ảnh thật ra ảnh là một cái người rất là
là hiền luôn á. Dạ, kiểu giống như là mỗi lần giận lên, dạ giận lên là giận giận vậy đó, nhưng mà cũng ráng kềm chế lại chứ chưa bao giờ mà phát ra một cái câu nào đó làm tổn thương Yếm chứ. Tức là im lặng. Dạ. Ghen cũng trong im lặng. Dạ. Giận cũng trong im lặng. Phải để bụng một xíu. Ủa vậy hả? Để bụng. Để bụng nhưng mà bụng dần dần nó hết. Chứ nó không, không phải là nó hen. Rồi, giờ tôi biết lý do tại sao xì hơi trong giấc ngủ rồi. Có như là ép xuống đó thì xuống bao tử ruột non ruột già tống vẹt ra ngoài sao? Chính là như rồi, vậy. Nếu vậy thì thôi đừng rồi. Đừng có cho cái đó là tật xấu đi. Dạ. Tật cưng. Giờ tới em đó. Dạ. Búp bê sô cô la. Dạ. Cô ấy có tật xấu gì không? Thật ra vợ em cũng ít tật xấu á. Chỉ có là ngủ nhiều. Hơi làm biếng. Nhưng mà lúc mà xiên lên rồi á là không ai cản được. Cái nhà hơi bừa chút xíu thì ví dụ như làm biếng là nằm luôn, không thèm làm luôn, để cái chị giúp việc chị làm. Còn mà lúc mà xiên đó là từng cái ngóc cái ngách đó mà em có cản đi cách mấy hay có đâu có dơ đâu. Là bươi ra. Mở bươi hết ra cho cái nhà tùm lum lên hết, xong bắt đầu xếp lại ngay từ đầu. Hơi kỹ tính nhưng mà nóng tính lắm. Ở nhà chửi em hoài à. Mỗi lần mà vợ em mà nóng tính lên, ngoài cái chuyện quát ra thì cổ còn cái gì nữa không? Có đập đồ không? Có, dạ có đập đồ. Lúc cô đập đồ lên vậy thì em lúc đó như thế nào? Sau này á, em hiểu tính rồi. Vợ mà nóng là em phải lạnh. Giống như là bản thân em không được phép bật lại bất cứ cái gì hết trơn á. Có nghĩa là cho nó đấm vô bông gòn, nó đấm mồi mỏi tay tự nó ngưng đúng không? Nhưng mà đập đồ là đập đồ quý không? Chứ còn nhiều khi khôn lắm. Giống như đập em vậy đó. Đồ ông không cho cả điện thoại lửa điện thoại là cất lại chết rồi chị ơi, em nằm trong cái dạng đập đồ ngu. Trời ơi, vậy là đập điện thoại, có nghĩa là tức lên đập là không suy nghĩ luôn. Dạ đúng rồi, em không suy nghĩ bất cứ đập điện thoại, em đập tivi, em đập tùm lum. Xong rồi ở nhà chồng em có một cái bộ sưu tập nón bảo hiểm để đi mô tô, thì mỗi cái mấy chục triệu rồi đó. Cái em bình thường là em sẽ xếp, em lao gọn để em sắp xếp lên tới chừng em đi em luộc. Trời ơi má ơi. Như vậy là bây giờ á, cái chỗ nào bà hay đập đồ á, sắm đồ nhựa hết. Mỗi lần gây lo cái đó để cái gì bà đập. Nó mà không có thay đổi là thời gian sau gia đình em xài đồ nhựa. Đưa anh em nghệ sĩ về coi nhà, thăm nhà. Thường nhá, mày sao đồ nhựa mày. Nhưng mà bây giờ là hết rồi. Từ khi mà tụi em kết hôn. Nhưng mà anh cũng muốn biết là cái lúc mà cái cơn mà của chồng em mà giận lên, cái đỉnh điểm của chồng em giận lên đó là như thế nào? Điểm chồng em là lúc mà em túi bụi em như một con điên luôn á, là chồng em nắm lại, chặt lại một cái. Xong nhìn em cái. Bình tĩnh, giờ bình tĩnh, bình tĩnh. Nó nói là tình bỉnh cái đó con em tình bỉnh coi, em tình bỉnh coi, giống như em về làm chồng anh nghe đó. Anh hỏi nè, rồi giờ em mong muốn Mia thay đổi điều gì? Và em là vẫn là như vậy, vẫn yêu thương em, vẫn lo chăm sóc cho gia đình, rồi vẫn xinh đẹp, vẫn hát hay, rồi nói chung là vẫn là vợ em thôi. Tại vì em cũng không có muốn thay đổi gì hết. Có cần bớt nóng tính lại không? Cái đó giống như là muối mắm muối nêm thêm cho tình yêu nó vui thêm thôi. Trời ơi, rồi nó đập đồ nữa là tiền đó mà sắm ông. Phải mong muốn thay đổi. Dạ. Nhân cơ hội này em bớt phải mong muốn đi. Em phải bớt nóng lại, bớt chửi anh lại. Nhẹ nhàng lại chút xíu, đừng có đàn ông quá. Giống như có hai đàn ông trong nhà vậy đó. Đàn ông lại chút xíu. Thôi Mia. Dạ. Thấy búp bê không? Thấy búp bê sô-cô-la thấy ghét không? Vợ em chỉ mong muốn vậy thôi. Đừng chỉ là như vậy thôi. Chích cho một cái nói đó. Muốn em bốn cái cho Mia. Rồi giờ tới Mia đó. Dạ. Muốn anh ấy thay đổi điều gì? Thật sự á, đối với chồng em á, chồng em ở thời điểm hiện tại là đã quá tốt với em rồi. Dạ. Quá dễ thương, dạ, so cute. Dạ, đúng không? Dạ, em không cần chồng em thay đổi gì hết, chỉ là phát huy ở những cái điểm tốt đó thôi. Đúng. Nhưng quan trọng là đừng có xì hơi ban đêm. Không xì là nó bục ra. Nó phải xuống. Xì đi. Phải xì. Phải đừng có nói lộn nữa. Tình bính, em tình bính. Tình bính. Cưng quá. Nhưng là em yêu chồng em là yêu từ đỉnh đầu tới gốc chân. Em yêu tất cả đó. Mặc dù có những cái tính xấu này kia nọ, nhưng mà duy nhất một điều mà em không chấp nhận được đó là nếu như có một người mới, có một người bạn gái mới hay gì đó, hay là có một người nào đó để ý mới, thì hãy nói với em. Em lúc nào em cũng nói với chồng em vậy trơn á, là em cho anh đi với người đó nè. Giờ chị đổi, chị chỉnh chút xíu thôi. Em đừng có nói cái chữ là yêu người mới. Em phải nói nó sớm hơn, có nghĩa là anh chuẩn bị say nắng ai làm cho nói với em.
Đó, nhớ nghe, nhớ nghe. Dạ, dạ, dạ. Đó là chận từ cái thủa dạ, bơ dơ mới về. Chứ còn mà quen rồi là là vô vô tới quen nhà rồi là nó vô tới nhà rồi đó. Dạ, dạ. Hai đứa cưng quá. Ừ, dễ thương quá. Bây giờ nè, lần đầu á em làm chồng anh nghe, lần thứ hai em có đồng ý ra làm vợ không? Nó chưa trọn vẹn thôi, hôm nay nhân cơ hội trên sân khấu này có muốn nói là một lần nữa mà cho nó trọn vẹn hay không? Nghe chưa? Dạ. Rồi. Đó, đứng lên mẹ. Cưng ghê không? Trời ơi, nói lộn nữa. Em làm vợ anh nha. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Được rồi, được. Trả lời, trả lời. Dạ, trả lời. Trời ơi. Trả lời. Dạ. Em sẽ làm vợ anh. Rồi, rồi, cảm ơn hai bạn. Một cặp đôi rất là dễ thương, rất là hạnh phúc. Dạ. Và không có gì hơn là chúc hai bạn có hạnh phúc như thế này. Dạ. Và nếu được, màu màu có em bé để cho cả hai bên nội ngoại đều vui. Dạ. Từ lúc mới yêu nhau là bạn ấy đặt ra quy tắc không được nắm tay. Để em học xong đã rồi cưới. Để học xong rồi cưới, nhưng mà em cứ thấy cứ một học kỳ là bạn ấy rớt một môn thì sao lại học lại. Chút nữa chúng ta sẽ gặp lại cặp vợ chồng Mia. Còn bây giờ mời quý vị chúng ta cùng chào đón cặp vợ chồng thứ hai. Xin chào hai em. Trời ơi, cưng quá vậy. Trời ơi, quen quá. Dạ, ơi. Chào anh Quốc Thuận. Chào chị Hồng. Chào cưng. Một MC dạ, nổi tiếng của các chương trình truyền hình thực tế đó chị. À. Em chào anh Quốc Thuận, chị Hồng Vân ạ. Và chào quý vị khán giả. MC ơi, tự nói chuyện đi. Để mình ngồi coi. Rồi, tự giới thiệu. Đó. Tự. Dạ, ngại quá. Em xin chào mọi người. Em tên là Nguyễn Phước Cẩm Viên. Năm nay 35 tuổi. Thì nghề chính là biên tập viên. Bữa nay mới biết tên em Cẩm Viên luôn. Dạ đúng rồi, mọi người thường gọi là May, nhưng mà thật ra là tên em là Cẩm Viên. Lý do gì sao lại tên là May ạ? Dạ đó là ngày xưa khi mà tham gia chương trình Love Bus thì mọi người được chọn một cái nickname để tham gia chương trình. Thôi còn em? Dạ em tên là Trần Kim Anh, em năm nay 30 tuổi, em là nhân viên văn phòng ạ. Dạ. Tụi em quen nhau ở chương trình Love Bus hay sao? Dạ thật ra cũng là chương trình đó, nhưng mà không phải là ở trển mà là ở dưới. Dạ, tức là sau khi đi quay chương trình về xong rồi em thích chương trình, cái em vô làm với chương trình luôn. Tới năm 2012, cái lần đầu tiên mà em gặp bạn này là em gọi điện cho bạn này lên để casting người chơi cho Love Us. Em gặp bạn này ở ngoài thì cái cảm giác em như thế nào? Dạ em không nhớ một chút ký ức gì về cái buổi gặp đó. Bây giờ hỏi em nè, cái thời điểm đó là chương trình Hành Trình Kết Nối Những Trái Tim rất là nổi tiếng. Dạ. Vậy thì em có biết anh này không? Dạ em có biết, nhưng mà em nhìn ở ngoài nói anh vừa đen mà vừa xấu hơn ở trong hình rất là nhiều. Mà lúc đó em có bồ chưa? Dạ có. Thật ra là về thì bạn này chơi với bạn gái cũ của em. À tức là bạn gái đương thời của em lúc đó, coi như là bạn thân luôn á. Cái này nó hơi có một cái sự rắc rối nhẹ. Em chơi với bạn gái của bạn này. Dạ. Thì nó trong lúc mà hai người là bạn thân á, thì em đã có cảm tình với bạn này chưa? Hay là chia tay rồi em mới có cảm tình? À, thật ra là hồi mà lúc mà hai người quen nhau thì hay cãi nhau. Thì em là người ở giữa luôn, nghe lắng nghe có hai bên. Thì thật ra cũng có lúc em xuống dạy cái bạn đó là chia tay ảnh cho rồi. Lúc đó trong mắt em không có gì với ảnh luôn, không có một chút xíu cảm xúc nào. Chỉ cảm thấy là ghét bởi vì người này làm cho bạn mình khóc bạn thôi. Bạn khổ. Dạ. Rồi xong rồi là bạn đó nghe lời em xúi bỏ luôn hả? Dạ cũng chưa hẳn đâu ạ. Thì thật ra là lúc đó bạn đó cũng kiểu như là bạn cũng bị phân vân, tại bạn có rất là nhiều người theo đuổi. Và thứ nhất, thứ hai nữa là bạn là một cô gái cần một sự quan tâm 24/24. Mà thật ra cái vụ mà bạn ấy xúi bạn gái chia tay là tới sau khi cưới em mới biết. Nhưng mà chị hỏi em nè, trong lúc mà đi chơi kiểu như vậy, có lúc nào em cảm thấy em lạc lòng với vợ của em bây giờ không? Gãi gò má là biết có vấn đề rồi. Có một hôm là cũng là bạn này ra thì mặc cái quần ngắn. Đó là lần đầu tiên em thấy bạn ấy mặc quần ngắn. Quần sọt ha. Dạ quần sọt. Nhìn thấy trời chân dài dữ ta. Miên man. Là ngu em là ngu chân dài đúng không? Dạ. Cái thật ra là sau đó là cái bạn thân của em đá ảnh. Xong ổng mới quay qua tố khổ với em. Kêu là giờ buồn quá không có người nói chuyện. Chị tức quá để chị truy nốt. Em khai cho chị biết coi, sau cái vụ mà chân dài miên man đó, tối về em có nằm mộng thấy bạn này không? Đã bắt đầu có những cái nhen nhúm thì em nói thật cho bạn biết đi. Chứ bây giờ chị đảm bảo tâm lý vợ em vẫn còn nói là giống như em bị bỏ rồi, giống như là em buồn quá em mới cầu cứu đến vợ em. Đúng là thời điểm đó là em cũng mới có một cái chút gì hình ảnh của cô này trong đầu. Thì cô bạn gái đương thời đã đá em rồi. Tức là đá đúng thời điểm đó.
Từ khi mà em và bạn gái chia tay thì bao lâu thì em với vợ em bây giờ mới chính thức là quen nhau? Anh theo đuổi em cả năm, cái xong đến tháng 5 2016 thì em đồng ý quen ảnh. Nhưng mà tụi em quen được 3 tháng thì lúc đó tụi em còn rất là kiểu mỗi người đều có cái tôi rất là lớn nên tụi em lại chia tay. Anh lại theo đuổi lại từ đầu. Mãi đến năm 2017 sau 4 lần tỏ tình thì em mới đồng ý quay lại với ảnh. Hai em là quen nhau bao lâu thì cưới? Dạ khoảng 2 năm. 2 năm nó có trắc trở gì không anh? Từ lúc mới yêu nhau là bạn ấy đặt ra quy tắc không được nắm tay, về nhà trước 10 giờ rưỡi. Cái đô nặng nhất là tới đâu? Là hôn má, hôn môi là tới đâu? Vậy đô nặng nhất là được nắm tay á. 2 năm mà chỉ có nắm tay thôi đó. Vượt qua được cái lời nguyền là nắm tay thôi. Dạ. Rồi sau đó khi nắm tay rồi là mất jean rồi là phải cưới luôn. À, dạ cũng không. Chưa luôn đúng không? Bạn thêm quy tắc nữa đó là để em học xong đã rồi cưới, hoặc là để em niềng răng xong đã rồi cưới. Để học xong rồi cưới nhưng mà em cứ thấy cứ một học kỳ là bạn ấy rớt một môn thì sao lại học lại, còn niềng răng xong rồi mới cưới. Nhưng mà anh chị nhìn cười bây giờ vẫn còn niềng. Cứ một tháng là đứt niềng răng một lần là phải tới bác sĩ nối lại. Mấy năm rồi? Chắc hơn 3 năm rồi quá. Dài dữ em. Tại vì ổng dẫn em đi ăn nhiều món á. Cái tới hôm bạn ấy nói: anh ơi, thật ra là nào giờ không có ngủ với đàn ông, em không có quen, cho nên thôi cưới mình đừng ngủ chung. Cái này thấy hơi kỳ. Em chỉ nghĩ trong đầu vậy thôi cưới làm chi. Cái từ đó về sau là em không đề tập chuyện cưới nữa. Tới một ngày ba mẹ vợ gọi vô bắt cưới. Là ba mẹ vợ. Dạ. Cũng mực ha. Dạ. Chị hỏi nè, đêm tân hôn á, từ cái việc mà em được nắm tay nè, em phá giới nè, bắt đầu đến hung má nè, đến hung môi nè, là em phải mất bao nhiêu thời gian để em đi vào đúng trung tâm? Em nhớ hình như cũng phải cả tuần sau mới... Đâu, anh đi công tác mà. Mình cưới xong có 3 ngày là anh đi công tác 10 ngày hơn rồi. Nhưng mà đêm tân hôn kìa. Dạ, tụi em dạ, mệt quá ngủ. Mệt quá ngủ luôn. Rồi đêm sau... cũng vậy luôn mệt chị ngủ. Đêm thứ ba cũng vậy luôn, mệt luôn. Rồi là em đi một tuần luôn. Rồi em mới trở về. Dạ. Rồi em mất bao nhiêu thời gian nữa? Khoảng 1 tháng nữa chị. Một tháng nữa. Trời, sao mà nhưng mà mấy em khó chịu không mấy? Thật ra là hồi đầu em tức lắm. Rồi đến khi mà em vô được trung tâm rồi em thấy em sao? Em làm như em bị lây bệnh lãnh cảm ở cổ. Xong đêm rồi cũng bình thường. Tụi em lấy nhau được mấy năm rồi? Dạ, tụi em mới lấy nhau khoảng 9, được 9-10 tháng à. 9-10 tháng và bây giờ cái việc đó nó đã cải thiện chưa? Đó, giờ tụi em giống như là sao ta? Có nhu cầu thì ok, làm mà không có nhu cầu thì thôi. Nhưng mà cái nhu cầu đó là nó thường xuyên không hay là lâu lâu mới có nhu cầu? Cũng lâu lâu mới có. Lâu lâu là bao lâu? Tuần hay tháng? Tính quý đi. Nhưng mà em có nhu cầu không? Chị hỏi thiệt. Lúc đầu thì em cũng thấy hơi bất ổn, nhưng mà sau đó em để tâm vào những chuyện khác, em thấy bình thường luôn ạ. Bình thường và em không có nhu cầu đó luôn. Tại vì em thấy ảnh mệt quá nên cũng không có muốn làm ảnh mệt thêm nữa, chết thêm nữa nên. Nhưng mà mỗi lần mà ảnh về là người ảnh mệt mỏi rệu rã lắm. Thật ra mệt mỏi rệu rã thì cũng không đúng. Em vẫn tự đánh giá em là người khỏe. Không khỏe là về sức lực á, tức là ok, làm việc xong về nhà em vẫn có thể làm thêm việc nhà này nọ được. Nhưng mà giống như mà khi bảo làm chuyện ấy đi á thì tự dưng không hiểu sao em lại đâm ra lười. Cái ca này hơi bị căng á. Đó, đây là tâm lý á. Tự nhiên tạo thành một cái thói quen. Tại vì lúc mình yêu nhau lâu quá, xong rồi mình bị control nhiều những cái mà không đáng á, thì thành ra nó thành một cái phản xạ vô điều kiện trong cái việc đó. Và gọi là cái mong muốn tìm tòi á, mong muốn khám phá nó không còn nữa. Thực ra mà nói á, bạn này là thuộc tuyết phụ nữ kín đáo, giấu cái cảm xúc của mình. Nếu ở lứa tuổi lớn rồi, ví dụ như là cỡ 50 đổ lên, mà khi mà chồng mình không còn nhu cầu đó nữa, thì cái người phụ nữ đó có thể cam tâm chấp nhận cái việc là mình phải tự quên cảm xúc của mình đi. Nhưng mà với vợ em á, cái tuổi này đang là cái tuổi mà cái nhu cầu về sinh lý của người phụ nữ đang rất là cao. Thành ra là bây giờ cứ để chôn vùi cái chuyện đó thì rất là tội nghiệp cho vợ em. Thì em phải suy nghĩ lại về cái việc này. Còn cái cách như thế nào thì mỗi nhà mỗi cảnh, mỗi người sẽ mỗi cách, nhưng em phải hiểu cái tâm lý đó. Còn về phía bạn này, một phần nào đó lỗi là do em. Tại sao mình phải kềm chế? Thì em cũng phải chủ động một chút. Có một cái tảng băng á, giống như là đang chắn ngang. Phá cái tảng băng đó đi để khơi gợi những cái bản năng của chồng em. Và hai người nên thẳng thắn với nhau về việc đó. Có những ông chồng ngộ lắm, thích vợ mặc đồ ngủ mà sexy. Hoặc có những ông chồng lại thích ngửi cái mùi hương của vợ mình ở một cái loại dầu thơm nào đó. Em có cái nhu cầu đó, em thích như thế nào đó, em nói với vợ em nha. Thôi bây giờ sao? Trời ơi, toát mồ hôi nè, cái cặp này. Có nói thẳng với nhau luôn, đó, nghe.
Dạ. Rồi bây giờ đến cái phần gọi như dập mặt nhau. Sẵn đài em kể trước đi. Thì thật ra cũng không có gì hết. Hồi trước lúc mà yêu ảnh em thấy ảnh ít nói lắm. Em nói 10 câu chắc ảnh nói được nửa câu thôi. Còn bây giờ lấy xong rồi em nói một câu ảnh nói 10 câu. Cái gì lật ngược thế cờ đúng không? Là thứ nhất, thứ hai là ở dơ lắm. Cái quần mặc 5 ngày chưa giặt, cả tuần luôn. Em không nhắc là chắc cả tháng mới giặt. Có ghen không? Em nghĩ là chắc chỉ có em ghen nhau không có ghen. Đó, nhưng mà tự... có một bình lỏng không ơi, hồi trước nha em mặc cái gì cũng được hết trơn á, em mặc dài ngắn hở hiếp gì cũng không sao. Bây giờ mà em mặc đồ mà ngắn xíu xíu ở nhà khỏi ra đường. Sợ là đồ ngắn rồi một người nào đó giống mình hồi đó là nghía cặp giò đúng không? Dạ, tại vì cưới mới phát hiện ngoài cặp giò đó cổ còn nhiều chỗ đẹp lắm. Đó thấy chưa? Đó, đưa lên cắm. Rồi bây giờ tới em đó mày. Đó. Dạ. Em giống như là bản sao cổ vậy đó. Em có cái tật xấu gì cổ có tật xấu đó. Em nói nhiều, thật ra cổ cũng nói nhiều, mà thật ra là cái nói nhiều của em là do lây từ cổ. Ngang ngửa nhau rồi, rồi. Còn ở dơ sao? Bạn này bị bệnh cuồng quá chất. Thí dụ như bạn rửa chén là bạn phải xịt cái chai nước rửa chén vô, xịt vậy nè. Xịt như xịt nước tương vậy đó. Bạn chà cho nó bong lên. Rồi khi mà rửa xong ngửa vô còn mùi xà bông, ok mới là sạch. Gội đầu mà gội tùm lum lên, tới lúc bắt em vô ngửi rồi có mùi xà bông chưa anh? Có, ok sạch. Nhưng mà em phản đối một điều là cái người ở dơ như em thì không bị lát, còn cái người ở sạch thì bị lát. Mỗi tối luôn bắt em đè em ra bắt em bôi thuốc lát cho sạch quá mức luôn nè. Tới lúc cưới nhau về mới phát hiện ra bạn ấy có một cái gì là cái chữ ấy. Ví dụ như là anh ấy cái ấy giúp em vô chỗ ấy một cái. Cái câu nói đó là như thế nào? Rồi bây giờ cái mong muốn thay đổi của em với bạn này là cái điều gì? Dạ là cũng là cái đó luôn. Em mong là trước khi nói một cái gì đó có thể dừng lại một giây suy nghĩ. Nổ não lắm. Nổ não. Thôi bây giờ em mong muốn mày thay đổi điều gì? Thật ra thì em lấy ảnh em thấy cảnh cũng tốt lắm rồi, không cần phải thay đổi gì nhiều, chỉ là bớt càm ràm lại. Rồi trời ơi, cái cặp này thực ra là tưởng là căng thẳng nhưng mà thực ra cũng vui. Và tất cả những gì cần khuyên chị cũng đã khuyên đã rồi. Đã khuyên rồi, đó. Chị đã khuyên rồi. Đó, đó là chị... điều quan trọng nhất trong cái mối quan hệ đó. Của tụi em. Ứng dụng liền. Ứng dụng liền. Mua cái đầm xong đêm nay ứng dụng cái từ ấy luôn. Ấy ơi, tối nay ấy nghe ấy. Ừ. Đó, nha. Rồi, xin cảm ơn hai chồng mày nha. Cảm ơn tụi em nhiều nghe. Và bây giờ sẽ là phần kiểm tra hữu ý và bốc thăm may mắn. Chúng ta có các phần quà như sau. Trước tiên đó chính là một bộ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Alabio. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Alabio hỗ trợ cho người bị đái tháo đường đang sử dụng thuốc hạ đường huyết. Với 5 thành phần, Ala đã được nghiên cứu và chứng nhận lâm sàng về hiệu quả. Đặc biệt là chuyển hóa đường thành năng lượng cho cơ thể. Sản phẩm được nhập khẩu từ Nhật Bản theo tiêu chuẩn sản xuất. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe của Nhật, Ala vượt qua nỗi sợ đái tháo đường. Và món quà thứ hai đó chính là một cân điện tử đến từ thương hiệu Yakio. Yakio là thương hiệu điện gia dụng cho mọi nhà. Các sản phẩm nổi bật bao gồm máy lọc nước Hàn Quốc, máy làm mát, nồi chiên không dầu, máy lọc không khí và các sản phẩm gia dụng khác. Món quà thứ ba đó chính là một bộ chăn ra gối nệm đến từ nhãn hàng Edina. Và món quà thứ tư đó chính là trọn bộ sản phẩm cao gội đầu và xả thương hiệu Hydro với 4 loại: bột kết hoa lài, bột kết hoa bưởi, bột kết bạc hà và bột kết xả chanh, được chiết xuất từ hơn 8 loại thảo mộc khác nhau. Sản phẩm được sản xuất theo công nghệ organic phù hợp và an toàn cho mọi lứa tuổi. Đi kèm với món quà này đó chính là miếng cước chui nồi dành tặng cho các cặp vợ chồng. Bây giờ chúng ta đến phần kiểm tra hữu ý. Xin các bạn đâu lưng lại và nghe chữ câu hỏi nhé. Chồng của bạn ghét ăn món gì nhất? Đó. Mày ghét ăn món gì? Quỷ quá. Món ớt cay. Món cay ớt. Đúng. Món nào ớt nào mà không cay? Đưa lên. Ớt cay. Và bây giờ mời hai vợ chồng May chọn đi màu gì? Chọn màu đỏ với áo của em. Chọn màu đỏ, đứng đó. Dạ. Hai vợ chồng em chọn màu gì? Dạ, dạ. Màu xa xa đi. À, màu xanh đi. Xanh đúng không? Rồi ông lấy màu hồng. Thôi màu hồng. Đúng không? Thì cả tôi sợ ông thiệt đó, ông Pin. Rồi, bây giờ các cặp vợ chồng khoan mở nha. Thuận và chị Vân sẽ mở trước. Một, hai, ba. Trời ơi, tôi... Mời hai cặp vợ chồng chúng ta mở lên nào. Một, hai, ba. Wow. Mình phải công nhận cái chỗ này nó linh thiêng thiệt sao.
chăn nệm nè, tối nay về chúng ấy nè. Rồi. Ấy rồi, ấy tối nay ấy nha. Ấy nha. Rồi. Chúc mừng cặp vợ chồng của May đã nhận được một phần quà, đó chính là một bộ chăn ra gối nệm cao cấp đến từ Edena. Và chúc mừng cặp vợ chồng của Mia đã nhận được phần quà, đó chính là một chiếc cân điện tử thương hiệu Yakio. Kính thưa quý vị, đến đây thì thời lượng phát sóng dành cho chương trình Vợ Chồng Son đã hết. Thay mặt chương trình Vợ Chồng Son, Quốc Thượng cảm ơn nhãn hàng Ala Bio. Ala vượt qua nỗi sợ đái tháo đường đã đồng hành cùng với chương trình. Và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào lúc 22 giờ tối Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7 với chương trình Vợ Chồng Son. Yêu nhau được khoảng 4 tháng thì tụi em có con. Cái giai đoạn đó mới đúng là cái giai đoạn khủng hoảng của hai đứa. Giai đoạn đó nó khó nói chuyện với hai bên gia đình lắm. Là tụi em cũng không có dám làm đám cưới. Nếu mà anh không biết để dành khỏi cưới, cái ổng tức quá, ổng giận một phát vô tường. Xong cái em với mẹ em hết hồn. Xong cái hồi nó quay qua kêu: "Em ơi, chở anh đi bệnh viện đi, gãy tay rồi." Và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào tối Chủ nhật hàng tuần lúc 22 giờ trên kênh HTV7 với chương trình Vợ Chồng Son.